Giai đoạn quả non, kích thước quả bằng hạt đỗ tương, quả cam canh rất dễ bị rụng. Đặc biệt, khi điều kiện thời tiết bất lợi, trời mưa phùn, ẩm độ cao, cây dễ bị bệnh, hiện tượng rụng quả càng dễ xảy ra. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, thì quả non có thể rụng tới 100%. Cái cam đường canh nếu mất cân bằng dinh dưỡng, có nghĩa là ví dụ thừa yếu tố đa lượng, thiếu vi lượng, đấy thì là nó sẽ dẫn dễ đến bị hiện tượng là bật lọc vào thời điểm này này, vào tháng 2, tháng 3 âm lịch. Đấy, nhưng rất may ở đây là chúng ta làm dễ tốt nên là nó sẽ hạn chế cái vấn đề lọc. Nếu các bác thừa cái yếu tố đa lượng ví dụ như đạm, lân, kali thì gặp thời tiết này, đấy, nó ẩm, mưa xuống thì ngay lập tức bộ rễ sẽ bị xót rễ. Tức là sau này là phân nó tan nhanh. Và nếu không bị xót rễ thì phân tan nhanh thì nó lại hấp thụ lên bộ lá dẫn đến là bật lọc. Mà khi bật lọc thì chắc là chúng ta không phải nói gì thêm rồi. Các bác đều hiểu là lúc đó cây nó tập trung nuôi lọc. Tập trung nuôi lọc thì nó sẽ chút quả non xuống. Cam canh rụng quả do 3 nguyên nhân chính là do thời tiết, sâu bệnh hại hoặc là do thiếu dinh dưỡng. Thời điểm hiện tại thường có mưa phùn. Cây có thể bị sốc do điều kiện môi trường thay đổi đột ngột, làm sinh lý của cây cam thay đổi, dẫn đến rụng quả non. Ngoài ra, bộ rễ cam canh thường ăn nông ở tầng đất từ 10 đến 30cm. Khi gặp trời mưa nhiều, tầng đất bên dưới luôn ở tình trạng ngập nước, đất không thông thoáng, lượng oxy thấp, hoạt động của bộ rễ sẽ bị ảnh hưởng. Khi đó thì rễ cây dễ bị thối hỏng. Một nguyên nhân khác làm cho cam canh rụng quả non đó là do dinh dưỡng không phù hợp. Ở giai đoạn này, thừa, thiếu hay là mất cân bằng dinh dưỡng đều làm thay đổi sinh lý của cây trồng. Việc cung cấp thừa đạm dẫn đến phát triển lộc và cạnh tranh trực tiếp dinh dưỡng với quả, làm cho chất lượng quả bị giảm sút. Đối với cái này thì chúng ta có thể bổ sung luôn. Ở đây thì bộ ở gốc thì các bác đã bón phân lân rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có thể bổ sung qua lá để cho nó kịp thời nuôi hoa, nuôi quả con, quả non. Phun qua lá thì cung cấp dinh dưỡng nhanh và kịp thời, nhưng nó có một cái tiềm ẩn là rất dễ bật lọc. Thế nên chúng ta chỉ phun hai lần thời kỳ này, pha rất loãng và phun đều hai mặt lá thì là đủ dinh dưỡng là quả nó sẽ nuôi được, nó nuôi và giữ và phòng trừ sâu bệnh thật tốt. Còn bộ rễ thì các bác đợi xong khoảng độ một tháng nữa thì các bác có thể bón đậu tương nghiền xung quanh. Cái như gốc này khoảng độ 500 g đến 700 g là hợp lý. Sau đó các bác phải phun thêm cái AK Super để bảo vệ, bao bọc để hạn chế cái nấm phát triển, đặc biệt là nấm ngoại sinh phát triển để ăn cái đậu tương. Ở giai đoạn cây có quả, bà con thường phun phân bón lá để cây hấp thụ từ từ. Không nên sử dụng các loại phân hóa học có hàm lượng đạm và kali cao, cây hấp thụ nhanh có thể làm bật lộc. Chọn thời tiết nắng nhẹ, không có mưa. Bà con có thể phun vào buổi sáng sớm hoặc là khoảng 3 đến 4 giờ chiều để phân bón được hấp thụ qua lá hiệu quả. Các loại phân bón lá có thể phun cho cây cam canh như là phân ba lá hoặc là chế phẩm vườn sinh thái. Bà con lưu ý, thời điểm bắt đầu phun là giai đoạn 2 đến 3 tuần sau khi đậu quả. Phun từ 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 7 đến 10 ngày. Kết hợp với bón phân hữu cơ vi sinh như là bột đậu tương, cho bếp để cung cấp dinh dưỡng từ từ cho cây, tránh bón nhiều làm cho cây phát lộc. Tùy vào độ tuổi của cây, sức của cây để bón với liều lượng phù hợp. Cây 2 năm tuổi có thể bón từ 500 đến 700g bột đậu tương trên một cây. Cây 3 năm tuổi có thể bón từ 800 đến 900g trên một cây. Thời điểm bón đậu tương vào khoảng tháng 3, tháng 4, tháng 7 âm lịch. Ngoài ra, để hạn chế rụng quả non, bà con có thể sử dụng các loại thuốc làm cho cuống quả dai hơn, như là thuốc kích thích sinh trưởng GA3 với liều lượng vừa đủ. Cái GA3 là có con dao hai lưỡi. Các bác dùng nồng độ nhỏ phù hợp thì nó kích thích cuống quả to, nhanh và giữ quả tốt, nó dai cuống, phát triển ngay nhanh. Nhưng các bác dùng liều lượng quá lên thì nó lại sẽ bị chút rụng. Ở đây tôi khuyên cáo là các bác dùng cái GA3 ở liều lượng là từ 80 đến 120 ppm. Ở đây nếu cái gói nó ghi 5.000 ppm thì các bác pha loãng ra khoảng 40 lần đến 50 lần. Có nghĩa là một gói đó 5 gram đó pha với 40 lít đến 45 lít thì nó đạt nồng độ thích hợp. Ngoài các yếu tố về thời tiết và kỹ thuật chăm sóc cho cây cam canh, ở giai đoạn từ khi có quả non đến khi thu hoạch, bà con cần chú ý phòng trừ một số bệnh thường gặp như là bệnh vàng lá thối rễ, greening, sâu vẽ bùa. Bà con cần áp dụng các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh tổng hợp IPM. Trong đó chăm sóc cho cây cam sinh trưởng khỏe mạnh làm nền tảng.